Mày có biết ông Phận không? À, em thừa biết. Thôi, hạt dở đấy, không phải Phận đấy đâu. Phận là hồ câu ông Phận cơ. Đây này, đi. Đây này, nhìn đây này. Hồ câu ông Phận. Ông Phận này, chứ không phải cái Phận của mày. Hóa ra là cái hồ này à? Ừ. Anh ơi, mình đi 900 cây vào đây thì bắt bao nhiêu con thì hợp lý nhỉ? Thì tùy nhà mày bao nhiêu người ăn được bao nhiêu thì bắt bấy nhiêu. Nhà em thì có 4 người thôi, nhưng mà con em nó còn nhỏ. Chắc là ngoài ăn cơm thì cũng phải có sữa nữa đây anh ạ. Thì thôi thì cứ bắt độ tầm chục con. Chục con. Không cẩn chục thận con nó nhá. chết đấy. Biết đâu may mắn. Sơ đồ ngày hôm nay mình sử dụng sẽ là ba cây phao này, một cây hô đấu, một cây đánh lửng rơi và một cây đánh cân, đánh đáy. Thì chiến thuật mình ban đầu thì sẽ là đánh cân trước, cân một câu ba với cây này. Sau đó là có thể đánh rơi. Và nếu như thấy cá ăn lửng lên thì mình có thể chuyển sang cây phao đánh lửng này. Mà nếu như cá mà nó vẫn đi, nó không ăn hoặc là nó lại ăn xuống đáy thì phương án cuối cùng sẽ là đánh cây hô đấu này anh em nhé. Bộ trục thẻo mình sử dụng ngày hôm nay là cước Rhino tê giác, trục 6 chấm, thẻo 4 chấm và hai cái lưỡi vẩy rắn này. Cái lưỡi này thì ưu điểm là rất là nhẹ, hút nó rất là bay và cực kỳ sắc bén. Nó chỉ có một chút nhược điểm là nhanh cùn. Thì khi chúng ta lên cá thì chúng ta sẽ thay lưỡi sau. Và với những hồ mới mà chưa biết cá ăn cái gì thì mình sẽ móc mỗi loại, mỗi lưỡi một loại mồi khác nhau. Ở đây là có thể là một hạt và một ốc. Mồi câu mình sử dụng ngày hôm nay vẫn là hai loại hạt của Bá Vương, đó là B25 và B26. Khi xả thì chúng ta sẽ xả thêm ốc. Ốc thì mình đã ngâm B25 rồi. Tỷ lệ vẫn như chia sẻ với anh em, đấy là một cân ốc này thì mình sẽ sử dụng là hai nắp B25. Ngâm chừng 30 phút cho ốc nhả nhớt thì mình sẽ bắt đầu câu. Ơi, đi về bóng tối khuất lối, chìm dần trong bao đêm trôi. Thương thì thương vậy thôi, sao giờ còn tim vỡ đôi. Em ơi anh buồn, anh nhớ, anh mắc nụ cười em đang nơi đâu. Sau đôi bờ mỹ anh buồn trong cô liễu. Tiếc thương ngoài những phút đang đôi, anh cần ta tay trong tay. Sao giờ đây lẻ loi, chỉ mình anh trong men say. Vui thương rằng lòng ta quên đi em, hiện đêm này ta quên đi em. Ngày mai bình yên sẽ về quên đi em. Tổng kết ngày hôm nay 13 cháu rồi, con em uống sữa thoải mái luôn.